Chào anh em nha, hôm nay shop mình giới thiệu đến anh em mẫu tông đơ lưỡi kép F35 nhá, chính hãng của ZSZ. Mình bóc hộp cho anh em luôn con tông này nhá. Bóc hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái catalog chính hãng. Sau đấy là chúng ta sẽ có này, những phụ kiện. Đầu tiên là những phụ kiện đi kèm, được tặng một cái lượng nhá. Sau đó bộ cữ này. Bộ cữ thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cữ. Về gồm có những cữ nào ta? Cữ 12 này. Cữ 12, cữ 9, 6, 3, 4,5 và 1,5 anh em nhé. Có full bộ cữ cho anh em. 1,5, 3, 4,5, 6, 92. Một cái chổi vệ sinh lưỡi, một chai dầu tra lưỡi công đơ, một đốc sạc, một củ sạc. Sạc của công đơ này là sạc 5V anh em nhé, 1A. Và đây là con tông lưỡi kép thần thánh cho anh em barber F35 nhé. Những thông số cơ bản của tông đơ đây, ở trên này có nhé. Trên này thì chỉ có thông số về thời gian sạc là 2 tiếng, thời gian sử dụng vôn. Đấy. Lưỡi kép anh em nhé. Có cần gạt, đây là cần gạt để khoảng cách lưỡi di động và lưỡi cố định nhé, lưỡi trên và lưỡi dưới. Máy chạy rất là êm nhé. Máy chạy êm cho anh em ạ. Bên shop mình có bán hàng ở trên các cái sàn thương mại điện tử Shopee, Sendor, Lazada, Tiki các thứ nhá. Anh em có thể lên đấy mua hàng trực tiếp ạ, hoặc là có thể để lại số điện thoại nhá. Cứ để lại số điện thoại, bên mình sẽ trực tiếp gọi điện và tư vấn cũng như là ship code toàn quốc. Nhận hàng thì anh em cứ mở hàng ra kiểm tra thoải mái nhá. Kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán, đúng hàng đủ hàng thì mới thanh toán. Và vui lòng là cứ nếu mà anh em mua ở trên các sàn ấy, nếu mà không được xem thì các anh em cứ quay lại clip và đúng sai thiếu cái gì bên mình sẽ đổi trả. Pin của con này là 2600 mAh anh em nhé, dùng rất là thoải mái cả ngày luôn. Cảm ơn anh em nhé. Mời anh em cho xin một like, một share và theo dõi kênh để theo dõi mua những cái dòng công đơ tốt nhất, mới nhất, hiện đại nhất ở bên shop em nhé. Cảm ơn anh em.